Cùng nhìn lại các tin tức nổi bật về lừa đảo trực tuyến trong tuần qua, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2024, với xe di điểm tin tuần của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, cảnh báo lừa đảo tuyển dụng ngành hàng không. Mới đây, chị Thúy Nga, nhân viên quầy thông tin sân bay quốc tế nội bài, cho biết hàng ngày chị và các đồng nghiệp nhận được nhiều cuộc gọi, email hỏi về các nội dung tuyển dụng của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam của sân bay, đăng trên các nền tảng website và mạng xã hội Facebook. Theo đó, một số đối tượng đã tạo lập trang mạng xã hội, mạo danh thông tin tuyển dụng, sử dụng tên, logo, địa chỉ website, hình ảnh của doanh nghiệp trên tổ chức tạo lập fanpage giả mạo, sao chép lại các bài viết, hình ảnh đã được đăng tải công khai trên website chính thống hoặc các báo điện tử nhằm tạo sự quen mắt, khiến nhiều người bỏ qua việc kiểm chứng, xác thực thông tin, làm theo lời dẫn dụ của các đối tượng lừa đảo và có thể trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tuyển dụng. Cảnh báo lừa đảo thu học phí của tân sinh viên Lợi dụng thời điểm các sinh viên vừa trúng tuyển đang làm thủ tục nhập học, một số đối tượng đã giả mạo là đầu mối của một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh để lừa chuyển tiền học phí, lệ phí nhập học. Trường Đại học Sài Gòn mới đây phát đi thông tin về việc một số thí sinh trúng tuyển nhận được tin nhắn yêu cầu đóng lệ phí nhập học năm 2024 với số tiền 6 triệu 953 nghìn đồng vào số tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn trong tin nhắn lừa đảo. Bên cạnh đó, hàng loạt các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra cảnh báo đối với các hình thức lừa đảo trên đối tượng lừa đảo có thể tạo ra các trang web giả mạo trông giống như trang web chính thức của trường đại học ngoài ra đối tượng còn giả danh là nhân viên của trường đại học và gửi email hoặc gọi điện yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân hoặc thanh toán học phí qua các phương thức không chính thức đối tượng cũng có thể sẽ thông qua các phương thức lừa đảo như email giả mạo hoặc tin nhắn giả mạo để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng nhờ shipper mua hàng hộ để chiếm đoạt tài sản Ngày 30 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc đơn vị vừa tiếp nhận thông tin về một vụ lừa đảo tinh vi. Nạn nhân là anh TTL, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, làm nghề shipper. Anh TTL khai báo, trước đó anh nhận được yêu cầu từ một khách hàng lạ mặt nhờ mua giúp một thùng rượu vang tại một cửa hàng trên địa bàn phường Bãi Cháy. Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về loại rượu và hứa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền kèm theo một khoản hoa hồng 200.000 đồng sau khi công việc hoàn thành. Tin tưởng vào lời hứa, anh TTL đã đến cửa hàng và mua thùng rượu với giá 5 triệu đồng. Sau đó, anh mang thùng rượu đến địa điểm giao hàng theo chỉ dẫn, nhưng khi đến nơi, anh không thể liên lạc được với khách hàng. Đối tượng lừa đảo hình thức trên thường tạo ra đơn hàng giả và yêu cầu shipper giao hàng đến địa chỉ không có thật hoặc không tồn tại. Bên cạnh đó, đối tượng thường xuyên yêu cầu shipper phải thanh toán một khoản tiền trước khi nhận đơn hàng hoặc yêu cầu thanh toán tiền mặt từ khách hàng khi không có lý do rõ ràng. Để tạo lòng tin, đối tượng còn cung cấp thông tin cá nhân giả mạo, đưa ra lời hứa sẽ thanh toán thêm tiền hoa hồng với nhân viên giao hàng. Sau khi nạn nhân đồng ý và thực hiện theo yêu cầu, nạn nhân giao đến địa chỉ được đối tượng cung cấp nhưng lại bị chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Cảnh giác trước đối tượng giả danh cục đăng kiểm Việt Nam, ngày 29 tháng 8, cục đăng kiểm cho biết vừa nhận được thông tin phản ánh của người dân và các đơn vị đăng kiểm về việc có nhiều cuộc điện thoại mạo danh cán bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải Cụ thể, các đối tượng dùng các số điện thoại như 98.236XXX, 916.712XXX, 911.312XXX, 916.600XXX tự xưng là người của Cục Đường Bộ, Cục Đăng Kiểm để mời chào và yêu cầu với nội dung như Đề nghị các đơn vị mua bộ sách về quản lý các đơn vị đăng kiểm hoặc yêu cầu người dân và doanh nghiệp đổi tem kiểm định theo quy định của thông tư mới hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng. App có logo Cục Đăng Kiểm Việt Nam đối với hình thức lừa đảo trên đối tượng thường lừa đảo giả danh là nhân viên của cơ quan nhà nước gọi điện hoặc gửi tin nhắn yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân số tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu thanh toán các khoản phí không rõ nguồn gốc đối tượng còn gửi email từ địa chỉ giả mạo yêu cầu người nhận cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhấp vào liên kết dẫn đến các trang web giả mạo thậm chí đối tượng tạo ra trang web giả mạo trông giống như trang web của cơ quan nhà nước yêu cầu người dùng đăng nhập để cung cấp thông tin cá nhân hoặc thanh toán các khoản phí giả